Rồi xin chào anh em đang xem YouTube của Hồng Rít Tình nha. Hôm nay mình tiếp tục lên sóng với anh em một mẫu xe đang được chào bán MT Motor Sài Gòn nha anh em. Một dòng xe rất là quen thuộc với Hồng luôn nha. Nhưng mà đây một con xe rất là hiếm vì đây là phiên bản giới hạn nha anh em, gọi là bản lý mật tịch nha. Xe này là số là 190 trên 288 chiếc nha anh em. Đó. Màu nâu. Màu này trong cà vẹt là ghi là màu nâu nha anh em. Đó. Xe thì còn rất là keng luôn. Xe còn rất là keng, biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số VIP nha anh em. Biển số 9 nút, bao VIP luôn, biển số rất là đẹp. 9 nút, số cặp rất là dễ nhớ. Odo mới hơn 16.000 km, 16.000 km với một con xe 2018 thì rất là keng luôn nha anh em. Đó. Bọc yên zin nè. Bình xăng là màu zin nè, tem zin còn luôn này nha. Hai chìa khóa đầy đủ nè, hai chìa khóa đầy đủ nha. Đó. Rồi cốc sạc còn đầy đủ luôn nè. Lên một cặp gương gương gù ngoài tay lái nhìn rất là điệu luôn. Đó ha, máy móc thì nguyên zin rồi, vừa mới quấn lại corbo luôn. Rồi anh em nào quan tâm dòng xe này nhớ ghé cửa hàng của Hồng để xem xe nha. Địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp nha anh em. Anh em mua xe bên mình á, thì máy móc mình bảo hành 3 tháng cho anh em nha. Có thay nhớt và bảo trì lần đầu là hoàn toàn miễn phí cho anh em, không quá 3 tháng đầu tiên nha anh em. Đó. Bên mình có hỗ trợ ship xe và giao xe tận nơi cho anh em khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh là gần gần thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 cây số đổ lại thôi nha. Hoặc là đó là mình giao trực tiếp, còn mình giao qua đơn vị vận chuyển á, thì mình có thể giao toàn quốc cho anh em. Nhưng mà với điều kiện là không có ship code nha anh em thông cảm nha. Rồi. Có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên về tỉnh nha, nhưng mà xe này chắc ưu tiên anh em người Sài Gòn mua xe quá, xe biển rất là đẹp. Xe này biển đẹp mà nằm dùng lâu quá rồi, giờ mới lộ diện ra. Rồi. Ngoài ra thì bên mình có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng cho anh em nào mà chưa đủ tài chính nha. Đó. Anh em liên hệ cửa hàng của Hồng rất là dễ ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp nha anh em, gần chợ Gò Vấp, gần Đại học Công nghiệp nha anh em. Đi ngay chỗ chợ Gò Vấp quẹo vô là tới đường Nguyễn Du rồi nha. Rồi anh em có thể liên hệ vào fanpage MT Motorcycle để được tư vấn. Anh em có thể để lại số điện thoại, bên mình sẽ gọi lại hỗ trợ anh em nha. Rồi có bên mình là có số điện thoại cá nhân của Hồng này, có sử dụng Zalo này 089 8686 337 là Hồng Đức Tình nha, hoặc là 0932 77 3394 gặp Jenny Thị Nam nha anh em. Hoặc là anh em có thể gọi trực tiếp vào số hotline ha, 0868 966 377 nha anh em. Rồi khuyến khích anh em nên xem xe trực tiếp nha. Anh em xem xe trực tiếp thì anh em thích thì anh em xuống tiền mua. Bên mình có hỗ trợ quay đầu cho anh em chơi chán hoặc là muốn lên đời luôn nha. Rồi hôm nay mình sẽ kết thúc cái video ở đây vì ở nhà mình còn rất là nhiều rất tình mình chưa lên sóng nha, để mình dành thời gian mình quay quay một cái clip thì vài chi tiết nhỏ nhỏ 2 3 phút cho anh em xem thôi. Chứ nhiều anh em hỏi mình gửi hình xong anh em hỏi có video không thì cũng khó cho mình quá, cho nên là mình sẽ quay thêm một vài chi tiết xe cho anh em xem thôi, chứ mình cũng không có mục đích kinh doanh gì trên YouTube đâu nha anh em. Mục đích của mình là bán được xe. Đó, bán xe chạy ngày nào cũng có xe bán ra vô thì mình ok mình vui rồi. Rồi anh em nào mà muốn quay thêm gì đó thì báo mình nha. Rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video sau nha anh em. Anh em nhớ đừng có quên nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Hồng nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em vào những clip sau ha.